Ngày 19 tháng 11, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một nhóm phụ nữ xô xát trước sảnh tòa nhà T18, khu đô thị Tham City. Theo hình ảnh ghi lại, ngoài một nhóm phụ nữ, còn có cả nam giới xảy ra xô xát. Qua xác minh ban đầu, nhóm người này đã có mâu thuẫn với nhau từ trước trên mạng xã hội, nên đã hẹn nhau qua sảnh chung cư T18 Tham City để trao đổi, giải quyết mâu thuẫn. Hậu quả, một phụ nữ bị rách trên mặt, phải nhập viện điều trị. Nạn nhân được xác định là chị NTHA, 26 tuổi, ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Chị A cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, chị và người phụ nữ tên M có xảy ra mâu thuẫn trên Facebook. Tiếp đó, bạn của chị A là chị PTT, 27 tuổi, ở quận Hà Đông, Hà Nội, và bình luận bênh vực chị A thì bị một phụ nữ tên D đang ở tòa nhà T18, khu đô thị Times City, đăng ảnh của mình lên mạng xã hội bôi nhọ. Sau đó, D tiếp tục hẹn A gặp nhau nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn vào 23 giờ ngày 10 tháng 11. Mục đích của chúng tôi đến gặp là yêu cầu D xóa hình ảnh của mình bị đăng tải lên mạng xã hội. Vừa đến nơi, M đã lao vào đánh T. Lúc này, mấy người khác cũng lao vào hành hung T. Thấy bạn bị đánh tôi chạy vào can ngăn thì bị M giằng ngã xuống đất. Chị A kể lại. Theo chị A, chị đang mang thai 2 tháng nhưng bị một người đàn ông không biết tên kéo lê hơn 10 mét. Còn bạn mình bị M cầm chai bia đập vào đầu, lấy mảnh vỡ chai dí vào mặt gây thương tích. Bị tấn công, tôi vội chạy ra gọi bảo vệ tòa nhà để báo công an. Lúc sau, nhóm người đánh hội đồng chúng tôi vội rời đi vào bên trong tòa nhà. Chị A nhớ lại. Sau đó, A đã đưa bạn mình đi bệnh viện cấp cứu với thương tích trên phần đầu, mặt, cơ thể, đồng thời đi khám thai. Qua xác định, chị T bị rách ở vùng mặt phải khâu 5 mũi, ngoài ra còn một số thương tích trên người. Về phần chị A, các bác sĩ bảo về nhà nghỉ ngơi, theo dõi thêm, trên cơ thể bị thương tích, xây sát. Tôi đã trình báo công an, tinh thần bạn tôi bị hoảng loạn, người hành hung chúng tôi sau muốn gặp nhưng tôi không đồng ý. Tôi mong muốn cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ, xử lý nghiêm nhóm người này. Thậm chí, họ có hành vi gọi điện đe dọa chúng tôi, chị A cho biết thêm. Nói về thông tin cho rằng chị M mới từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội nhưng không cách ly theo quy định mà tụ tập đánh nhau, vị lãnh đạo công an phường Mai Động cho biết, cơ quan công an sẽ điều tra làm rõ. Hiện, công an phường Mai Động đã chuyển hồ sơ về công an quận Hoàng Mai để xác minh, làm rõ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh. Nếu thấy hay và hấp dẫn hãy đăng ký kênh và nhận xét dưới phần bình luận nhé.